cậu con. Hello, hello chị Thanh Thảo Trần. Mọi người đã lên hết chưa ạ? Bé em mang cái cọc của áo ren vào con. Hello Phương Quỳnh. Xin chào mọi người. Hello. Xin chào. Ô Lệ ơi, hôm nay không đi đâu chơi à? Hi. Hi thì hi, tưởng gì? Chị Mai Hồng Minh Châu ơi, hôm nay chị lại định săn cái gì mà lên sớm như thế này? Hôm nay hơi mưa đúng không? Hải Phòng hôm nay hơi lạnh thật ý. Thế nhưng mà không cản được đâu, bởi vì hôm nay thật ra rất là nhiều mẫu đẹp. Chị ơi, bộ ngố Chanel bao giờ về? Trang Trang ơi, bộ ngố Chanel nhà tớ có sẵn nhá. Màu đen này và màu be có sẵn tại shop nhá. Quân Yên chưa mở mini game mà Quân Yên đã quyết định quất cái áo Zara này với giá 19.000 ạ. Áo này xinh không? Áo này nhá, thì từ ren này cho đến hoa văn này, nói chung là mix cái gì cũng đẹp. Mix với chân váy cũng xinh này, mix cùng với quần baggy cũng xinh, và mix cùng với short thì chuẩn luôn nhá. Và khách hàng nên nhớ một điều là cả set của cái này em có bán, nhưng mà set này thì còn rất là ít. Nếu là, nhưng mà nói chung là em thấy set hay là không set cũng không thể đẹp bằng cái áo. Cái áo của nó thì rất là xinh đấy, khách nào có thể thấy không ạ? Đây là set của nó nhá. Set của nó sẽ là một chiếc áo và một cái chân váy. Và chân váy của nó là món lót quần nha khách hàng nhá. Khách hàng có thể mua áo hoặc là mua chân váy hay mua cả set đều được nha. Áo rất là đẹp đúng không? Em phải công nhận một điều, để làm ra được cái bản ren mà nó chuẩn với hàng ra là như thế này thì đúng là khách hàng có đợi đến 4 ngày thì cũng không phí đâu các bạn ạ. Bao nhiêu một bộ ạ? Bộ thì tính sau đi, bây giờ mình sẽ chơi mini game nhá. Hiện tại áo ren này rất là ít. Mọi người ơi, hãy tất cả mọi người ai mà thích cái áo Zara này, và nếu mà thích mua cái áo này với giá 19.000 thì hãy chia sẻ 5 lượt sau khi đó. Nhớ hộ em là chia sẻ tại các hội. Sau khi đó hãy comment số điện thoại của các bạn gạch ngang số 19. Em sẽ dành cho khách hàng 3 phút để tương tác. Không phải nói nhá, là cái áo này ren rất là đẹp. Bản của nó là tông nude, ren toàn bộ là ren nude. Thứ hai nữa là bản hoa văn ấy, bản hoa văn toàn bộ đều bằng ren nổi. Đây là khách hàng có thể thấy không ạ? Khi mà mặc cái áo này cảm thấy một điều ấy, là nó chuẩn Âu đến tận 90%. Nên khách hàng không phải mua hàng Âu, khách hàng sẽ chỉ cần bỏ tiền ra mua cái này. Cái này nhà em là trên 100.000 thôi, nhưng mà nếu khách hàng đặt trên like và đầy đủ thao tác, đó chính là chia sẻ, thì sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Em vẫn khuyên khách hàng là tất cả những cái sản phẩm hot thì lên mua ở trên like, bởi vì mua trên like khách hàng có thể nhìn chất cận cảnh này. Thứ hai nữa là khách hàng sẽ được mua với giá rất là ngon, bổ và rẻ nhá. Mọi người nhớ hộ em, đó chính là chia sẻ trên 5 lượt tất cả các hội. Ô, cái này là cái gì đây ạ? Bố vào xem gì đấy? Bố thoát ra hộ con nhỉ? Bố thoát ra không, con không vào được. Là mọi người ơi, hãy chia sẻ trên 5 lượt nhá. Bây giờ em sẽ bắt đầu nhìn số lượt chia sẻ trên Facebook. Và mọi người, hàng hôm nay có rất là nhiều mã đẹp, cực kỳ nhiều mã đẹp luôn ạ. Đã đủ chia sẻ chưa nào? Áo này sẽ được giá là 19.000 thôi, chỉ có 19.000 thôi nhá. Mọi người nhớ em là trên like, nhất là thời điểm khách hàng tương tác này nó rất bị ẩn. Và nói thật là ai đã nhận quà hay nhận hàng tại shop nhà Nguyễn Thị biết hàng nhà em hay là quà nhà em thì ở trên live như thế nào và bên ngoài giá trị như thế nào ấy, thì quà là tặng tận tay cho khách hàng luôn. Một ngày là có mấy khách hàng qua lấy quà là chuyện rất là bình thường. Thậm chí là nếu mà mình ở khách tỉnh ấy mà mình không qua shop lấy quà được thì bên em có ship COD cho khách, khách chỉ cần bỏ tiền vận chuyển thôi, còn đâu là không mất một đồng nào tiền quà nha. Hiện tại áo này sẽ mở mini game với giá 19.000 cho khách hàng mua trên live. Hiện tại em đang thấy số lượt chia sẻ rất là nhiều. Những khách hàng nào mới vào thì nhất định thao tác trên 5 lượt. Sau khi đó hãy để lại số điện thoại gạch ngang số tiền là 19.000. Hiện tại em đang nhìn thấy Facebook của Thảo Sunny này, Mai Hồng Minh Châu này, không thấy Facebook của khách hàng khác đâu ạ. Em rất là buồn là bởi vì cứ cái thời điểm tương tác này là không có thấy tên Facebook nào của khách hàng. Nhưng mà nhớ, nếu mà xem ở trên đây nhớ thì lại có này, Facebook của mẹ em thì lại có Facebook của mẹ em nhớ. Hiện tại là sẽ có Facebook của Trinh Láo Cá này, Facebook của chị Đinh Đinh này, Facebook của Kính Cận này,
Hương Cún này, Hà Mít Xe. Bạn ơi cố lên một lần nữa, không có sao. Chia sẻ càng nhiều càng tốt nhá. Nắng Ban Mai này, ở trên này thì đầy đủ rất là nhiều, nhưng mà ở trên bay của em thì bị ẩn nhiều cực kỳ luôn ấy. Nên là mọi người nhớ có những cái icon đằng sau thì sẽ được nổi lên nhá. Em nhìn thấy Facebook của Mai Hồng Minh Châu này. Tất cả khách hàng ơi, nhớ lại lần nữa, đó chính là còn 1 phút cuối cùng cho khách hàng chia sẻ và có thể săn được cái áo Zara này với giá chỉ có 19.000 thôi. 19.000 thôi nhá khách hàng nhá. Duy nhất có một khách hàng may mắn săn được cái áo này. Em đang chờ và số lượt chia sẻ bắt đầu tăng lên. Ai mà thiếu lượt chia sẻ thì bên em sẽ tự động hủy món quà này nhá. Thảo Sân Đi này, Trinh Lấu Cá này, còn 30 giây nữa cho tất cả chị em tương tác. Hãy copy số điện thoại của mình này, thứ hai nữa là số điện thoại, sau khi đó hãy comment liên tục nhá. Em sẽ đứng lên cho mọi người xem cái set này. Set này thì thật ra là không thể nào mà chê được đâu cả, đó chính là một cái áo Zara và một cái chân váy. Nhưng mà em nghĩ chân váy thì nhà ai cũng có rồi, nên là khách hàng có thể mua set, hoặc khách hàng có thể mua chân váy, hoặc là khách hàng có thể mua độc lập áo. Em nghĩ là áo của cái áo này là giá trị hơn cả set, bởi vì chân váy thì khách hàng có rất là nhiều, khách hàng đã có rồi đúng không ạ, nên là khách hàng cứ mua áo rất là rẻ luôn. Chỉ có hơn 100.000 thôi. Nhưng nếu mà khách hàng đặt trên like thì em chắc chắn với khách hàng một điều là sẽ rẻ hơn giá tại cửa hàng một ít, kể cả ít nhiều thì nó vẫn là rẻ hơn đúng không. Thế nên là chị em mình cứ mua trên like nhá. Nhớ hộ em đầy đủ số điện thoại và địa chỉ em mới nhận. Hiện tại áo này sẽ chỉ có đúng 30 chiếc thôi. Vải này hết rồi, vải lại không đặt được hàng nữa rồi nha. Em bây giờ xin phép được công bố một khách hàng trúng quà. Và ngày hôm nay ai sẽ là khách hàng trúng quà đây ạ? Hiện tại nhá là Facebook của Thảo Sunny này, Facebook của chị Trúc Lâm này, Facebook của Nga Vũ này, vẫn còn ít Facebook quá, vẫn còn ít quá Facebook của Hải Nguyễn này. Hải Nguyễn ơi, hôm qua nhận được cái răm 19.000 đấy bạn, mà có vừa không hả Hải Nguyễn? Mà có vừa không? Hôm nay lại quyết tâm săn được cái áo này nữa à? Áo này đẹp lắm. Nếu mà ai mà có cơ hội săn được với giá 19.000 nhá thì cực kỳ may mắn. Em phải nói thật với khách hàng một điều là cái vải lại đặt rất là lâu. Bởi vì sao? Bởi vì vải khi mà làm theo hàng Âu thì có một cái nguyên tắc, đó chính là phải giống. Không giống từ hoa văn, không giống kiểu thì không bao giờ em làm. Nói thật ra là đã làm theo kiểu hàng thiết kế thì không nói, nhưng mà đã làm theo hàng Âu thì phải đua theo nó, là từ gen cho đến kiểu cách của nó rất là đẹp. Mặc cái này rất là xinh luôn. Cái này khách hàng mix cùng với cả chân váy đẹp này, chân bút chì đẹp này, chân đuôi cá đẹp này, mặc với quần jogging này, ống loe, nói chung là di một cái áo Zara này. Nhưng ma khách hàng có thể mix được đa số là mix được với rất là nhiều kiểu đẹp luôn ạ. Và xin phép khách hàng là tương tác ngày hôm nay đã kết thúc. Và em sẽ được em sẽ phải chọn một chị khách. Ai chưa chia sẻ thì hãy chia sẻ đi. Còn ai mà có ai mà muốn quất cái này với giá 19.000 thì không có lượt chia sẻ đầy đủ, bên em sẽ không chấp nhận cái sản phẩm này được trúng quà nhá. Sau khi đó là em sẽ công bố ngay giá của nó sẽ được trên live sale bao nhiêu ạ. Em xin phép ngày hôm nay em sẽ được chọn ở trên Facebook của em nhá. Đây là chị em nào em mà chưa comment kịp ấy thì hãy comment ngay đi. Bây giờ em sẽ chọn lại, em sẽ chọn một chị hôm nay sẽ là ai đây? Sẽ là ai được may mắn ngày hôm nay đây ạ? Rồi ạ, em sẽ chọn ra một người, đó chính là Facebook. Facebook tên là gì đây ạ? Facebook tên là ô thôi chết rồi. Em ấn ghim nhưng mà em lại ấn thành bố nó chặn rồi. Facebook của chị nào mà bị em chặn nhở? Đấy, không nhìn là nó cũng thiệt thòi thế đấy. Thế nên là em sẽ chọn nhá. Rồi ạ. Vừa nãy em có chọn một chị khách nhưng mà lúc nãy em lỡ ấn thành chặn mất rồi. Ở đây rồi ạ. Đã nhìn thấy Facebook của ai đây ạ? Mai Hồng Minh Châu. Chị Mai Hồng Minh Châu ấy. Ôi trời ơi. Chị khách VIP nhà mình à? Mai Hồng Minh Châu. Sau bao nhiêu ngày săn này cuối cùng có được quà đúng không? 0934 này, 368 này, 439 này. Là em nhắc lại, bất kỳ khách hàng chơi mini game nhá đều phải ghi chính xác số điện thoại. Hai cuộc điện thoại gọi điện không nghe máy thì bên em sẽ tự động hủy món quà cho khách khác nhá. Ơi chị cười cái gì ấy hả? Sao giọng cười cười là sao? Ừ, em chọn một cái chị tên là gì ấy, nhưng mà em lại ấn nhầm là chặn mất rồi. Thế lẽ em không còn nhớ Facebook của chị luôn. Thế là chị là bị lệch quà nhá. Đáng nghĩa chị là không được. Nhưng mà hôm nay chị không trông con à? Mà chị lại lên chị ở tầm này. Chị đang trông con đấy. Hôm qua vừa bảo là chị không săn được quà, hôm nay chị đã có quà rồi ạ.
Chị ơi, chị Tám thấy xui xẻo, không bao giờ chị được quà với em. Thế chị chụp lại màn hình cho em nhá, sau khi đó xác nhận okay, em là cái áo này cho okay. Chị mặc xinh cực kỳ luôn ấy, chị mà mới cùng thế, với những thế mới ngồi từ lấy xăm thử lấy à, thế hả? Thế là cuối cùng là được rồi nhá, chúc mừng chị nhá. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Bye bye chị nha. Vâng. Nào, đấy, đã có một khách hàng cuối cùng là cũng được trúng quà đúng không? Săn bao nhiêu ngày rồi cuối cùng cũng có một ngày trúng. Và em sẽ xin phép kết thúc mini game. Một lát nữa đến một cái sản phẩm tiếp theo có một mini game nữa. Và mini game này sẽ là cả set luôn. Thế nên chị em nào bỏ qua cái like này nhá, sẽ không được săn cả một set bộ cực kỳ chất với giá chỉ có chưa đến 20.000 nhá. Và khách hàng ơi, bây giờ chính thức là sẽ bán áo Zara. Và áo này nhà em nguyên bản giá là rất là rẻ luôn, bao trọn giá cho khách hàng, từ áo, từ chất đến form cực kỳ đẹp. Cái áo này tại shop Nhàn Nguyễn nhá, giá chỉ có hơn 100 thôi. Nhưng mà khi khách hàng đặt trên line thì em sẽ để cho khách hàng với cái giá sale bằng với cái giá buôn nhà em nhập, đó chính là 150.000 cho cái áo Zara này. Nhưng mà hiện tại chỉ có mỗi chưa đầy 20 chiếc 10 cái này em sẽ để tại quán em bán lẻ. Thế nên là có 20 chiếc cho tất cả khách hàng ngày hôm nay trên line được săn với giá là 150.000. Mọi người có thể biết một điều ấy là cái gen này nếu mà khách hàng có đi mua bên ngoài cũng không bao giờ có, đấy là điều em khẳng định. Thứ hai nữa là từ kiểu cách cho đến màu pha rất là đẹp, đơn giản thôi, nhưng mà khi mix đồ thì siêu chuẩn nha. Chỉ có 150.000 khi khách hàng đặt trên line. Bây giờ em bắt đầu nhận đơn cho cái áo này. Nhắc lại lần nữa là chị em, chị Kim Ngân ơi, cái áo này nó là dáng áo phông bình thường nhá, thế nên là chị có thể bỏ ra sơ vin hay như thế nào cũng được nhá chị Kim Ngân nhá. Cái này chỉ có 150.000 cho cái áo Zara này. Tất cả khách hàng ai đặt cái áo này báo hộ em để em có thể làm đơn hàng nhá. Áo này hiện tại trên live chỉ có 150.000 thôi chị ơi. Chị Thùy Dung ơi, áo này sẽ dưới 57kg quay đầu nhá. Đinh Đinh ơi, thế thì bị nhầm màu hả bạn? Nếu mà nhầm màu thì bạn inbox ngay cho tớ nhá, để tớ có thể nhận đơn và tớ có thể đổi lại màu cho bạn nhá. Chị ơi, áo này là chất ren, áo này là áo ren chị ạ. Đây em sẽ tháo áo này ra cho khách hàng xem. Hiện tại là sẽ chỉ có đúng khoảng tầm 20 chiếc được trên live giá 150.000 thôi. Thùy Dung phạm một chiếc này, khách hàng có thể nhìn hộ em nhá. Áo này là dáng áo phông rất là dễ mặc. Cái này khách hàng có thể mặc thả ra đều được. Chất ren của nó rất là đẹp và rất là mịn. Em nói thật với khách hàng chỉ có 20 chiếc thôi, không nhận hơn đâu ạ. Chị Thùy Dung Phạm, Thùy Dung Phạm báo cho em xin địa chỉ nhớ. Thùy Dung Phạm là một cái áo này là hàng chuẩn của Zara, nó chính xác y như hàng Âu mà rất là đẹp. Giá tại shop nhà em là gần đến 185, nhưng mà tại trên live chỉ có 150.000 cho một áo thôi. Thế nên chị em mình tranh thủ nhá. Yến Hoàng Nguyễn là một cái này, Yến Hoàng Nguyễn một cái này. Chị ơi, cái này ấy, cái này là dưới 57kg quay đầu, ai mặc cũng xinh nhá. Kim Ngân áo ren này, Kim Ngân bổ sung ngay cho em địa chỉ nhá. Tất cả bổ sung ngay cho em địa chỉ. Chị Nguyễn Hà một cái này, mẹ ơi đưa lốt cho con cọc còn lại ra đây. Cái này ai mặc cũng được nhá. Hường Khàn ơi, bà lấy cái áo này là quá chuẩn luôn bạn. Nó rất là đẹp luôn, cực kỳ xinh. Mà chỉ có 150.000, em sẽ đứng lên cho khách hàng xem nhá. Chị Huyền Nguyễn báo ngay cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Báo số điện thoại và địa chỉ. Em đang mix cùng với cả chân váy, nhưng mà khách hàng có thể biết không ạ? Cái này mix cùng với cả quần short cũng đẹp, mix cùng với cả quần cạp cao vô cùng xinh luôn. Bởi vì bản chất áo của nó rất là đáng yêu nha khách hàng ơi. Rất là đẹp từ ren cho đến kiểu. Cái này nhà em đặt ren, mà đặt ren là phải chuẩn với hàng Âu. Thế nên là chị em mình có đi đặt may cũng không may được một cái áo này với giá chỉ có 150.000. Em nói thật với khách hàng một điều là không mua hơi bị phí luôn nhá. Không mua hơi bị phí luôn ạ. Bây giờ em sẽ nhận đơn nhá, em sẽ nhận đơn. Chị Huyền Nguyễn báo ngay cho em số điện thoại và địa chỉ nhá, chỉ có 20 chiếc thôi ạ. Chị Kim Ngân ơi, chị qua lấy thì bên em sẽ bỏ ra nhá. Bên em không có giữ hàng cho shop qua lấy. Hường Khàng ơi, bạn có nhá, hạt cát một cái áo này. Tất cả đơn hàng là thiếu địa chỉ bổ sung ngay cho em, hạt cát bổ sung ngay địa chỉ. Chị Nguyễn Hải Yến báo số điện thoại và địa chỉ. Chị Thùy Dung Phạm ơi, em nhận được đơn của chị rồi nhá. Kim Ngân ơi, ship văn cao sẽ là 10k ship nhá. Tất cả đơn hàng qua lấy, bên em không có giữ hàng. Chị Huyền Nguyễn một đơn ở Đà Nẵng, còn nếu khách hàng qua shop thì sẽ là giá nguyên tem của nó là 185.000 ạ. 185.000 mở giá 150.000 khi khách hàng đặt trên line. Nguyễn Hải Yến báo số điện thoại và địa chỉ nhá. Kim Ngân ơi, quý cô tuổi dần, ok chị quý cô tuổi dần ơi, chị được mua giá sale với giá là 150.000 nhá chị nhá. Cao Huyền Trang một chiếc, Cao Huyền Trang bổ sung ngay lại địa chỉ. Em sắp hết cái cọc áo ren này rồi ạ. Chân váy này bao nhiêu bạn ơi? Chân váy này sẽ là 120.000 nhá. Anh Ngọc là một áo. Anh Ngọc bổ sung ngay địa chỉ. Tất cả đơn hàng là thiếu địa chỉ, bên tớ sẽ hủy đơn nhá. Thùy Dung Phạm ơi, em nhận đơn của chị rồi ạ. Áo ren em đang mặc quý cô tuổi dần, báo cho tớ số điện thoại. Chị Kim Ngân ơi, chị lại nhận ở chị Kim Ngân lại một chiếc nhá. Em lại cho đơn hàng cho chị Kim Ngân ạ. Chị Hạt Cát ơi, của chị là ở
ở Điện Biên của chị sẽ là COD nhá. Ok. Vui Vân Lê, một chiếc Vui Vân Lê báo ngay cho tớ địa chỉ cái. Còn cái cọc này nữa thôi là hết cái áo này. Áo này là nguyên tem 185.000, thật ra nó khá là rẻ. Em bán cái áo này từ cái thời điểm bán cho đến bây giờ chưa một ai có thể chê được một cái mã áo ren đẹp như này luôn. Nhưng mà mở giá tại trên live chỉ có 150.000 ạ. Chị gì đây ạ? Chị Hải Yến Nguyễn. Chị Hải Yến Nguyễn được một chiếc nhá. Chị Hải Yến Nguyễn ơi, của chị đầy đủ đơn hàng rồi. Em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Chân váy bao nhiêu? Chân váy thì chân váy này thì em nghĩ là dưới khoảng 55 cân. Chân váy này co giãn ít nhá. Chị Hàn Quốc ơi, chị cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Áo hôm qua chị mua chưa. Chị Lan Chiếu Nguyễn ơi, chị hôm qua chị lấy áo gì ở chị ơi? Chị Hàn Quốc ơi, chị báo cho em số điện thoại và địa chỉ nhớ để em nhận đơn cho chị. Quý cô tuổi Dần ơi, em nhìn thấy đơn rồi. Chân váy này ạ, chân váy này là 120.000 nha khách hàng ơi. Chân váy này cũng rất là xinh. Áo là 150.000, chân váy là 120.000 nha khách hàng nhớ. Chân váy này có lót. Chân váy này có lót và chân váy này sẽ dưới 50kg quay đầu. Chân váy này rất là bồng bềnh. Chị em nào mà mua chân váy này cũng rất là đáng yêu nhá. Áo của nó là 185.000, còn 150.000. Chân váy chỉ có 120.000 thôi ạ. Tính ra khách hàng mua cả set này chỉ có 270.000. Nó quá rẻ luôn khách hàng nha. Chân váy có lót quần rất là bồng bềnh. Toàn bộ ly đều là ly rủ nhá. Ai lấy áo thì báo em ngay. Chị Vân Lê Tây ơi, em nhận được đơn hàng của chị rồi nhá. Nhắc lại một lần nữa, áo ren này là giá 150.000. Áo ren Zara bản ren hoa. Và nó có cải rất là xinh ở đây ạ. Đúng rồi ạ, cảm ơn chị Trúc Lâm rất là nhiều. Chân váy Zoom Candy ơi, chân váy này dưới 55kg quay đầu nha bạn nhá. Chân váy này co giãn rất là nhiều. Chị Nguyễn Ngọc ơi, nếu mà chị đặt ở trên live như thế này thì em sẽ giảm cho chị một ít nhá. Em sẽ trừ vào đơn hàng cho chị nhá, chị Nguyễn Ngọc nhá. Bởi vì em báo rồi, cái giá này chỉ mở tại trên live mà, nên là chị đặt trên live thì em sẽ giảm cho chị một ít. Song Tử ơi, báo cho tớ xin địa chỉ nhá. Song Tử là một cái áo ren này. Song Tử báo ngay cho tớ địa chỉ một bộ hổ. Chị ơi, chị báo hộ em là hổ Kenzo, hổ Gucci. Số điện thoại và địa chỉ nhá. Chị Lan Chị Nguyễn nhá. Đúng rồi, áo này bây giờ là còn 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái áo nữa là em hết hàng áo này. Tất cả chị em nào thiếu địa chỉ thì bổ sung lại ngay cho em địa chỉ nhá. Tất cả những đơn địa chỉ thì em sẽ xin phép được bỏ đơn. Và cái giá áo này chỉ có 150.000 thì thực sự nó quá rẻ luôn. Chị Trích Bông ơi, của chị sẽ là COD ra Ninh Bình. Em nhận đơn của chị Trích Bông này, còn 5 chiếc nữa, được giá là 150.000. 150.000 mà khách hàng có thể mua được một cái áo Zara như này rất là xinh. Cái này nhớ khách hàng có biết không ạ? Bỏ ra được. Dạ vâng ạ, chị Hàn Quốc ơi, chị báo cho em xin địa chỉ cụ thể tại Hải Phòng nhá. Em nhận được đơn hàng của chị rồi ạ. Ở bao nhiêu Hải Phòng? Áo này nhá, khi bỏ ra có thể mặc độc lập, không cần phải sơ vin. Áo khá là dài và khá là rộng, có thể sơ vin vào thì rất là xinh như này. Mà giá của nó chỉ có 150.000. Tất cả khách hàng nào nhận ấy. Chị Nguyễn Ngọc, ok chị Nguyễn Ngọc ơi, vậy thì em sẽ trừ đi cho chị một ít nha chị Nguyễn Ngọc. Đơn hàng của chị thì đóng rồi chị nhá. Bây giờ là còn khoảng 4 chiếc nữa cho khách hàng nào báo ngay. Chị Song Tử ơi, em được nhận đơn hàng của chị rồi ạ. Của chị sẽ là 880 và ở 273 tô hiệu. Của chị sẽ được giá 150.000 nhá. Ai lấy cái áo này nữa thì báo em. Nếu mà qua mẫu này rồi thì sẽ không được giá là 150.000 đâu nhá. Ok, chị Nguyễn Ngọc nhận được hàng xong thì báo feedback cho em nhá. Nếu mà chị nhận được hàng của cái áo này thì em nghĩ là áo này sẽ không còn đâu ạ. Chị Quý Cô Tuổi Dần ơi, ok chị Quý Cô Tuổi Dần đã nhận đơn hàng cho chị một cái rồi nhá. Còn ai chưa báo cái áo này thì báo đi. Em nói thật, áo này giá 150.000 nó quá rẻ luôn. Nhưng mà hiện tại trên live bây giờ chỉ còn một ít thôi nhá. Cái này mix cùng với chân váy cũng rất là xinh. Và mix cùng với quần jogging thì cực kỳ đẹp. Áo Zara rất là đáng yêu luôn ạ. Áo này ren thì cực kỳ nói chung là để mà khách hàng mua cái áo ren này và may cái áo ren này thì không bao giờ với có giá được 150.000 đâu ạ. Đây là chị em mình đặt trên live nó rất là rẻ. Chị hôm nay có live dăm không? Chị Bùi Vân Anh ơi, nếu mà em lên được sắp xếp được thời gian thì em sẽ live dăm nhá. Chị Bích Ngọc Trần ơi, nội thành Hải Phòng sẽ ship từ 5 đến 10 ca ship tùy vào tuyến đường. Còn khách tỉnh, nếu mà khách hàng ship cái này thì sẽ 25-30.000 bởi vì nó khá là nhẹ nhá. Hello khách hàng, còn ai đặt cái áo Zara nữa thì báo em ngay để em có thể xin phép chốt đơn cái áo Zara này. Tất cả những chị em nào thiếu địa chỉ vui lòng bổ sung ngay lập tức địa chỉ của em. Sau khi đó em sẽ bỏ qua cái mã này để sang cái mã khác. Đây là mã Zara chỉ có 150.000 một chiếc thôi ạ. Nhắc lại lần nữa là chỉ có 150.000, nó rất là rẻ đúng không ạ? Ren rất là xinh và cái bản ren này nhá, em sẽ cho mọi người xem là khi cái áo này lên form nó như thế nào nhá. Rất là hot luôn. Cái này từ chiều giờ em phải nhận được bao nhiêu đơn hàng cho áo này rồi ạ. Đây, chính xác là nó đây nhá. Đây là nó đây. Nó có thể mặc cùng với cả áo này.
hoặc là mặc cùng với chân váy cũng rất là xinh, rất là sang chảnh luôn. Đây là áo này nhá, hiện tại là còn 4 cái được giá 150.000 thôi ạ, 150.000 thôi nhá. Chị ơi vừa nhá, chị Thắm Quang ơi, cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Chị Tuyết yêu thương ơi, áo này hiện tại là 185 còn 150.000 nhá. Chị Tuyết yêu thương nhá, em còn 4 cái nha khách hàng ơi. Em còn 4 cái. Ok. Chị Thắm Quang ơi, chị Thắm Quang ơi, em nhận đơn hàng của chị Thắm Quang. Chị Thắm Quang bổ sung ngay cho em xin địa chỉ nhá. Em còn có 4 cái nhá. Chị Ngoan Vũ ơi, hiện tại bây giờ là em đã dừng mini game 19k rồi nhá. Mini game áo này 19k đã dành cho chị Mai Hồng Minh Châu đấy. Em phải cất cho chị Mai Hồng Minh Châu một cái, không thì lại hết sạch áo của chị thì chết luôn ạ. Còn ai báo cái áo này với giá là 150.000 nữa thì báo em ngay. Cổ sau có cúc nhá chị nhá, có cúc nên là các chị có thể đóng cúc này, nó có cúc khi mà chui ra chui vào thoải mái luôn ạ. Cái này thì dưới 57kg mặc rất là xinh luôn nhá. Ok chị Ngọc em đây nhá, em sẽ đứng đằng trước cho khách hàng xem. Đây là đằng trước của nó sẽ cả hai dọc song song và cái áo này là chuẩn hàng Âu. Và đây là đằng sau của nó nhá khách hàng ơi, đằng sau của nó. Đằng sau của nó có thiết kế cúc như này cũng rất là xinh luôn. Bản áo này gen vô cùng đẹp, mix cùng với chân váy thì quá chuẩn, không cần chỉnh nhá. Nào Thùy Dung. Chị ơi, chị Thùy Dung ơi, chị báo cho em số điện thoại và địa chỉ ngay lập tức nhá. Áo này hiện tại nhà em bán là 185 nhưng mà trên live thì các chị sẽ được mua giá với 150.000 thôi ạ. Chị ơi, trà hoa sâm đất bao nhiêu? Trà hoa sâm đất là 1.2 triệu, hiện tại đang còn 1.1 triệu cho một liệu trình nhá. Một liệu trình 1 tháng của nó sẽ giảm được 5-6.5kg. Trinh láu cá một cái này. Trinh láu cá ơi, em nghe đơn hàng của em đi nhá, để chị có thể chốt đơn hàng cho em nhá. Trinh láu cá nhá. Trinh láu cá của em hôm qua là được tặng một cái áo phông trắng và một cái quần baggy. Hiện tại em lấy thêm một cái áo ren thì em phải nghe đơn hàng cho chị nhá. Chị Kim Anh là một cái áo à, chị Kim Anh ơi, của chị qua cậu của chị sẽ ship bưu điện ra bệnh bưu điện Đa Phúc nhá chị nhá. Chị Bích Ngọc Trần ơi, chị báo cho em ngay xin địa chỉ với chị Bích Ngọc Trần ơi. Em nhận đơn hàng của chị Bích Ngọc Trần với giá là 150.000. Chị Phương Quý Mai là 150.000 này. Chị Phương Quý Mai bổ sung ngay cho em địa chỉ nhá. Chị Ngọc em ơi, em sẽ bổ sung ngay, chị Ngọc em bổ sung ngay cho em địa chỉ nhá. Cái này thật ra là nó dáng suông rất là dễ mặc. Cái này là ai mặc cũng được nhá. Nó là dòng sơ vin, khách hàng có thể mặc thả hoặc mặc sơ vin thoải mái. Từng ngày đơn hàng là gần 30 chiếc đã có khách hàng đặt rồi ạ. 30 chiếc hàng nhà em đã có khách hàng đặt rồi. Bây giờ em sẽ chỉ còn rất là ít thôi ạ. Chị Thùy Dung, chị Duy Thùy Dung Kali ơi, em nhận được đơn hàng của chị Thùy Dung Kali rồi nhá. Becky size S ngày mai em sẽ trả nhá. Chị Vân Lan ơi, em nhận đơn hàng của chị Vân Lan ạ. Chị Vân Lan ơi, áo này cực kỳ đẹp luôn nha chị Vân Lan ơi. Chị Nhi Nguyễn ơi, em được nhận đơn hàng của chị Nhi Nguyễn. Chị Nhi Nguyễn báo ngay cho em xin địa chỉ nhá, chị Nhi Nguyễn nhá. Chị Bích Ngọc Trần ơi, chị Bích Ngọc Trần ơi, của chị sẽ là ship COD nhá chị. Đâu rồi ạ, chị Bích Ngọc Trần. À chị Bích Ngọc Trần ơi, ngày mai em sẽ ship ra Lê Hồng Phong cho chị nha. Chị nào nữa đây ạ, chị Thắm Quang. Chị Thắm Quang ơi, em nhận được đơn hàng của chị Thắm Quang rồi ạ. Của chị Thắm Quang sẽ ship COD ra Ninh Bình nhá, chị Thắm Quang nhá. Các chị ơi, cái này nó quá hot luôn. Cái này thật ra là mặc thả được nhá, em sẽ mặc ra cho khách hàng xem. Khi mà khách hàng mặc thả ra, độc lập luôn, không cần phải sơ vi nhá. Khách hàng có thể thấy không ạ, mặc thả cũng rất là đẹp đúng không? Mặc thả cực kỳ xinh. Nhưng mà bản thân khi mà mặc sơ vin ấy, thì với những người ngắn ngắn người như em là cao chỉ có 1m53 thì mặc nó sẽ đỡ bị thấp người. Nên là em sẽ mặc bồng cốt nha khách hàng nhớ. Cái này mặc thả, cái này không phải dáng crop top, thế nên là chị em nào cũng mặc được. Của nó chỉ có 150.000 mà khách hàng có thể thấy không ạ? Mix cùng với một cái chân váy sơ sơ xòe như này thôi, nó cũng đã rất là đáng yêu rồi. 150.000 mở giá tại trên live ngày hôm nay. Nhưng mà em còn rất là ít nhá. Chị Minh Nguyệt ơi, báo số điện thoại và địa chỉ hộ em. Chị Quý Mai Nguyễn, ok của chị ơi. Chị ơi, của chị đã đến dế chưa? Chị Dung Nguyễn ơi, cái này ship tỉnh sẽ là 25-30.000 bởi vì nó rất là nhẹ nhá. Chị Thắm Quang ơi, thôn Ngọc Thự, ok chị ạ. Nhà hàng Hà Hải Đăng, ok chị nhá. Cái này hiện tại đang có 150.000 thôi ạ. Thư Trần, chiều nay chị nhận hàng rồi, của em đẹp lắm. Ok, cảm ơn chị Thư Trần rất là nhiều ạ. Chị ơi, chị nếu mà chị đặt cái gì thêm thì nhớ ủng hộ em nhá. Chị ơi, túi chị đeo bao nhiêu? Cái túi này hả em? Túi này chị không có bán, túi này chị mua. Chị mua ở bên Thái. Chị Thùy Đào ơi, chị báo cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Của chị Nhi Nguyễn, của chị sẽ là 92 đường Tây Hòa, phường Phước Long, Phước Long A, quận 9, Hồ Chí Minh. Của chị sẽ là COD nhá. Chị Thắm Quang ơi, em nhận đơn hàng của chị rồi. Chị Dung Nguyễn báo ngay cho em số điện thoại và địa chỉ này. Chị Minh Nguyệt là thôn Đài, Tam Giang, Yên cái gì ạ?
chị Minh Nguyệt ơi, chị ghi rõ đơn hàng của em nhá. Với cả chị Minh Nguyệt ơi, chị bổ sung ngay cho em số điện thoại để em nhận đơn nhá. Chị ơi, áo này chỉ còn 150.000 thôi ạ. Chị Thùy Đào được một chiếc này. Chị Thùy Đào bổ sung ngay cho em số điện thoại nhá. Chị Minh Nguyệt này, em nhìn thấy đơn hàng của chị Minh Nguyệt rồi này. Chị Dung Nguyễn ơi, chị Dung Nguyễn báo cho em xin địa chỉ nhá. Chị Dung Nguyễn là được một cái này. Khách hàng của em sắp hết rồi ạ. Phí ship ra Lê Hồng Phong bao nhiêu? Là phí ship ra Lê Hồng Phong sẽ là 10.000 nhá bạn nhớ. Nếu mà bạn ở Lạch Tray, Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn thì sẽ là 5.000, của ra Lê Hồng Phong tớ phải thuê ship 15.000 đấy bạn nha. Kiều Oanh ơi, bạn cho ngay tớ ngay địa chỉ số điện thoại nhá, của bạn là Phúc Tá Tân, Phúc Ân Thị, Ân Hưng Yên. Bạn báo cho ngay tớ ngay địa số điện thoại nhá để tớ làm đơn cho bạn. Minh Nguyệt ơi, của bạn là Yên Phong Bắc Linh. Hiện tại em sẽ còn 2 chiếc với giá 150.000, nên là ai lấy thì báo em ngay, em sẽ bỏ qua mẫu này ngay, chỉ còn 2 chiếc. Từ 185.000 nó rất là rẻ, nhưng mà khách hàng mua trên live thì chỉ còn có 150.000 thôi ạ. Kiều Nguyễn ơi, đơn hàng của em đi từ mấy hôm rồi nhá. Chị Xuyên Đặng ơi, của chị là một cái này. Chị Xuyên Đặng báo ngay cho em xin địa chỉ nhá. Áo em đang mặc chỉ có 150.000 thôi. Áo này là hàng Zara, nhìn nó rất là xinh luôn chị ạ. Chị Minh Ngô ơi, của chị là một áo. Chị Minh Ngô báo ngay cho em xin số điện địa chỉ nhá. Chị Cá Mập ơi, 60kg không có vừa đâu. Áo này em nghĩ dưới 57kg là đẹp nhất. Áo rất là xinh xắn luôn ạ. Chị nào lấy thì báo số điện thoại và địa chỉ nhá. Chị Cá Mập ơi, chị không có vừa, thế nên là em không nhận đơn hàng của chị nhá. Chị Kiều Anh, số điện thoại không có. Chị Kiều Anh ơi, vậy thì chị phải cho em số điện thoại của em gái chị thì em mới nhận được đơn nhá chị nhá. Đúng rồi ạ. Dạ vâng ạ. Chị Bích Ngọc Trần ơi, của chị tổng là 160.000 nhá. Trinh Láo Cá, chồng em bảo hôm nào mà chị ấn cái khách hàng. Dạ, cái tội hàng đẹp quá mua nhiều. Trinh Láo Cá ơi, ngày mai em nhớ nghe máy nhá. Của em là được tặng một áo trắng này, kèm thêm một quần baggy là hiện tại hôm nay em được thêm một cái áo ren nha. Nguyễn Thị Như Hòa ơi, chị báo cho em ngay xin địa chỉ nhá. Chị Vân Hoàng ơi, chị báo ngay cho em địa chỉ nhá. Chị Cá Mập ơi, cái này chị không có vừa, thế nên em không nhận đơn của chị nhá. Của chị nào Alan ấy, thì chị báo ngay cho em số địa chỉ nhá. Áo, lấy áo cho em. Kiều Nguyễn ơi, em báo ngay là áo ren 150, số điện thoại và địa chỉ khẩn cấp nhá. Em ở 79 Trần Nguyên Hãn ngay ngã tư An Dương. Chân váy em đang mặc là 120.000 nhá. Áo là 185.000 nhưng mà còn có 150.000 tại trên live thôi ạ. Còn chân váy em đang mặc là có lót quần, nên là chị em mình thoải mái nhá. Chân váy này là giá 120.000. Cả set lại khách hàng mua có nếu mà khách hàng mua theo set cái set này ấy, thì tính ra có mỗi 270, nó rất là rẻ. Áo này là hàng chuẩn, hàng Âu. Thế nên khi khách hàng ấy có thể nhìn nhá, mẫu nhà em mặc cái áo này sốt lên mấy ngày liền luôn ạ. Đây là bản thân mẫu nhà em mặc, và hàng về nhá, nó chuẩn hàng Âu đến 90%. Khách hàng sẽ không phải bỏ ra gần 800.000 cho một cái hàng Âu đâu. Khách hàng chỉ cần bỏ ra 150.000 thôi ạ. Nó quá chuẩn luôn, và gen của nó rất là đẹp luôn ạ. Ship ra Bà Rịa Vũng Tàu bao nhiêu? Chị ơi, ship ra Bà Rịa Vũng Tàu cái này thì sẽ rơi vào tầm 30.000 nhá. Nếu mà ở tỉnh Việt Bắc thì cái này sẽ là 25.000. Nhưng mà nếu mà chị ở ngoài miền Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu thì nó phải 30.000 chị nha. Cái này là theo phí bưu điện, nó sẽ tính theo độ dài. Chân váy em năm Trinh Láo Cá, em đừng lấy chân váy này, bởi vì em mặc cái chân váy này thì rất là ngắn. Lê Thị Ánh ơi, Lê Thị Ánh ơi, nếu mà chị dùng kem nám ấy thì chị sẽ rửa mặt nhá, sau khi đó là chị sẽ bôi vào phần bị nám, mát xoa 2 đến 3 phút là được nhá. Thu Mít ơi, cho mình cả set. Ok, Thu Mít ơi, bạn ghi hộ tớ là set 270.000, số điện thoại và địa chỉ hộ mình nhá. 50kg mặc cả áo và cả chân váy rất là đẹp luôn nhá. Anh Ngọc nhá, lấy cái gì thì báo tớ nhá. Chị Trang Ngô Ly ơi, của chị sẽ là ship ra 85 Trung Hành 5. Trung Hành 5 Đằng Lâm. Ok, em nhận của chị một áo ạ. Ngọc Anh ơi, tớ nhận được đơn hàng của bạn rồi, bạn báo cho tớ xin địa chỉ nhá. Tất cả khách hàng bổ sung ngay hộ em địa chỉ, và ai lấy cái gì thì báo ngay hộ em nhá. Chị Xuyên Đặng ơi, em nhận được đơn hàng của chị rồi ạ. Chị Thu Hiền ơi, ship tỉnh sẽ là rơi vào tầm 25-30.000 cho cái áo này, cả phí COD. Chị Loan Tây ơi, ok, chị Loan Tây ơi, cho em xin địa chỉ nhá. Ai thiếu cái gì thì điện bổ sung địa chỉ của em. Hiện tại áo này em không nhận nữa rồi ạ. 150.000 em hết đơn rồi nhá. 30 cái em hết rồi. Rồi, bên ngoài còn thừa 30 cái. Ai lấy nữa thì báo ngay cho em. Áo này là giá 150.000 thôi ạ. Áo ren Zara. Từng này đơn hàng đã có khách đặt rồi. Ai bổ sung, ai thiếu địa chỉ thì bổ sung ngay cho em nhá. Em sẽ xin phép sang mã khác. Áo này 30 cái đã đủ trả đơn rồi ạ. Mẹ sắp vào. Hết sạch 30 cái luôn. Chị Thu Mỹ ơi, ok, em nhận đơn hàng của chị là cả set rồi nhá. Chị ơi, từ từ ạ. Chị Lan Tây ơi, bổ sung ngay cho em địa chỉ nhá. Tất cả chị em nào thiếu địa chỉ thì bổ sung ngay cho em. Bây giờ em sẽ sang một cái mã. Chị Mai Bạch cho mình một chiếc. Chị Mai Bạch ơi, bổ sung ngay cho em xin địa chỉ, số điện thoại nhé chị Mai Bạch nhé. Ship Hải Phòng bao nhiêu? Chị Xuyên Đặng ơi, em xem nào, của chị là
của chị là Thủy Nguyên. Chị ơi, chị của chị đã đến núi đèo Thủy Nguyên chưa? Nếu mà đến núi đèo Thủy Nguyên thì là 15k, còn nếu mà chị đến cầu Bính thì là 10k ship. Còn nếu mà chị xa hơn thì em nghĩ là phí COD của bưu điện thì chỉ 25.000 thôi nhá chị nhá. À, chị Thủy Blue ơi, hiện tại áo này nhà em 30 cái là khách tỉnh đặt gần như hết rồi. Thế nên là ai đặt nữa thì báo em ngay, em xem có sắp đơn không nhá. Áo gen 150, số điện thoại và địa chỉ. Khách hàng có thể thấy ấy, để mà bỏ ra 150.000 mua cái áo này nó quá là đẹp và quá là rẻ luôn. Đến nhá, chị em mình may cái áo này cũng phải rơi vào hơn 1m vải gen. Mà may công thợ đừng bao giờ nghĩ với giá 150.000. Để kể cả khách hàng mua được cái mảnh gen đẹp như này cũng không có giá 150.000 đâu ạ. Nên là bỏ ra 150.000 nó quá là rẻ luôn ạ. Chị Loan Tây ơi, của chị sẽ ship metro, em nhận được rồi, em nhận đơn của chị nhá. Chị vịt con, chị ơi, nhận được hàng của chị rồi, đẹp lắm. Chị Ngọc vịt vịt con ơi, bạn có thể cầm qua shop nhá. Cái bộ Kenzo trắng ở nhà tớ vẫn còn rất là nhiều, tớ có thể đổi màu cho bạn nha chị vịt con nhá. Nếu mà nhận hàng đẹp là ok rồi, vui rồi nhá. Kiều Anh cho mình cả set ok, cả set lại của bạn nhá, là áo là 150.000, quần chỉ có 120.000 thôi ạ. Khách hàng có thể ngạc nhiên đúng không ạ? Áo là 150.000 mà chân váy này rất là xinh, có lót quần nhá, 120.000. Cả set lại khách hàng chỉ cần bỏ ra có 270.000 mà áo có thể mặc riêng và chân váy có thể mặc riêng nhá. Bây giờ em sẽ xin phép được sang một cái mã khác. Chị Thủy Blue ơi, em nhận đơn hàng của chị nha. Cả công may rất là rẻ nhưng mà thực sự áo này rất là xinh. Với chị em nào mà ưa thích những cái loại gen gen mà có hoa văn ấy thì em nói thật với khách hàng một điều, khi mà mặc cái này lên ấy, toàn bộ hoa văn nó lên rất là tôn da luôn. Và cái bản gen này thì thực sự là phải tìm để nó đúng với hàng au của nó nhất nhá. Và có 150.000 thôi. Vịt con ơi, tớ ở 79 Trần Nguyên Hãn nhá. Chị Mai Bạch ơi, em nhận được đơn hàng của chị rồi ạ. Của chị sẽ được mua giá sale của áo này chỉ có 150.000 nhá. Bây giờ em sẽ sang một cái mã mà em nói thật với các chị em một điều ấy, là mã này cũng sẽ gây nghiện các chị trong một nốt nhạc luôn. Áo này em đảm bảo với khách hàng một điều ấy, mà là không ho, phải hot ngang với cả cái áo Zara này luôn. Chờ em một xíu nhá. Đẹp hơn áo ra luôn. Cái này nhớ, mỗi cái áo của nó sẽ kèm một chiếc beo nha các chị em. Kèm theo một chiếc beo rất là điệu luôn, cực kỳ xinh nhá. Và cái này thực ra một điều ấy, em nghĩ một đó chính là mix cùng với chân váy là đẹp nhất. Và khách hàng có thể thấy không ạ, bản này của nó là bản chanel nhá. Thế nên là ai mặc cũng được, kể cả trên lẫn dưới đều là chanel. Thậm chí cái này nhá, 50 mấy 60 cân làm ok. Nhưng mà mặc 60 cân thì mặc nó sẽ hơi bị bự bự một tí thôi. Chứ còn cái này thì chất co giãn ai mặc cũng được. Những người nhỏ mặc rất là xinh bởi vì nó bồng bềnh như công chúa ấy. Cái này nó sẽ là dòng trễ vai và phía trên của nó sẽ pha gen nha. Cái này nói chung là mix cùng với chân váy là tuyệt vời nhất. Như em đang mix nè, rất là điệu luôn. Và hiện tại ai sẽ là khách hàng được tặng cái áo này? Em nhắc lại nhá, là được tặng và được mua với giá là không phải là được tặng mà em nhầm, là được mua với giá là 19.000 cái áo này. Và bây giờ hiện tại ai sẽ là khách hàng, đoán trúng cái sản phẩm này bao nhiêu tiền ạ? Cái này có nhiều màu nhá chị Trúc Lâm nhá. Chị có thấy nó rất là đáng yêu mà. Em phải công nhận là áo này cực kỳ baby. Kể cả bản thân em thì không có thích những cái gu trễ vai lắm, nhưng mà khi mặc cái này thì thực ra một điều nó rất là nịnh, nịnh dáng cực kỳ. Và nhất là chị em nào mà có cái vòng ngực nhỏ nhỏ ấy thì mặc cái áo này nhá, khách hàng có thể thấy mà, có nghĩa là lúc nào trông cũng đầy đặn vô cùng nhá. Những ai, cái này thì thật ra một điều là nó có giá trên mạng rồi, nhưng mà em sẽ điều chỉnh một tí để cho tất cả khách hàng được chơi công bằng. Nên là mọi người ơi, em đã mở mini game rồi. Và tất cả khách hàng nhớ hộ em một điều, là những ai chưa kịp chia sẻ thì hãy chia sẻ trên 5 lượt tại các hội, nếu không sẽ không được tính là mình đang tham gia mini game. Và lỡ có trúng quà cũng sẽ hủy bỏ món quà. Thứ hai nữa là hãy đoán hộ em cái áo này bao nhiêu tiền. Áo này nhớ, toàn bộ phía trên của nó là pha gen hoa rất là điệu luôn, cực kỳ xinh nhá. Áo này khách hàng có thể mặc cổ tròn ok, khách hàng có thể mặc cổ vuông cũng ok. Và khách hàng biết không ạ, mặc cổ thuyền
đó chính là cổ trễ vai như em đang mặc này, là bánh bèo nhất quả đất luôn. Cái này giá của nó sẽ hơn 100 thôi, rất là rẻ luôn. Và mic cùng với cái chân váy vừa lấy em mic ấy chỉ có 120.000 cái chân váy. Thì khách hàng có thể thấy một điều mà nó rất là rẻ cho cả set này luôn. Nhưng mà em nghĩ là cũng không cần phải mua chân váy đâu, bởi vì chân váy chị em mình là con gái thì ai cũng có một chiếc rồi, nên là chỉ cần mua cái áo thần thánh này thôi. Áo này nhớ thì ai mặc cũng xinh, và nhất là khi mà thắt bèo này nó rất là đáng yêu. Gợi ý nhá, chỉ có hơn 100 cho cái áo này thôi, rất là đặc điệu đúng không ạ? Em sẽ xin phép đứng lên cho mọi người xem nhá. Bởi vì bản thân của nó là dáng xòe, nên là chị em mình mặc một cái chân váy xòe như này thì nó sẽ tạo ra một cái set rất là bánh bèo và tiểu thư đúng không ạ? Đây nhá, áo của nó có thể mặc cổ thuyền đúng không ạ? Có thể mặc cổ trễ vai đều rất là đẹp. Và nó bồng bềnh, cái này nó có 3 màu nhá, đó chính là trắng đen, trắng và nơ đen. Thứ hai nữa là hồng và nơ đen, và thứ ba nữa là màu đen. Cái này rất là xinh luôn, khách hàng có thể nhìn thấy đằng sau của nó mà, rất là điệu luôn. Chị em nào mà béo bụng nhá thì yên tâm một điều là mặc cái áo này là sẽ khuyết điểm tuyệt đối luôn ạ. Có 3 màu nhá, đó chính là màu hồng này, thứ hai nữa là màu trắng, và thứ ba là màu đen. Tất nhiên một điều đó chính là màu trắng là đẹp nhất nhá. Nào khách hàng ơi, hãy liên tục báo hộ em, hãy comment hộ em cái giá của cái này bao nhiêu tiền. Và sẽ có một cái gợi ý, đó chính là trên 100.000, rất là rẻ. Chỉ có hơn 100.000 cho cái áo này thôi ạ. Xứng đáng để cho tất cả các chị em có thể mua về và có thể mix đồ rất là ảo diệu nhá. Gợi ý thứ hai là cái gợi ý mà khách hàng săn được quà đơn giản nhất quả đất đây nè. Chị em nào mà quyết tâm săn cái áo này thì hãy nhớ hộ em là cái gợi ý thứ hai là cái gợi ý dễ nhất để khách hàng có thể quất được nhá. Đó chính là hai số cuối của nó sẽ cách nhau hai đơn vị. Số đầu là số 1 rồi, bất di bất dịch, số đầu là số 1, hai số cuối sẽ cách nhau hai đơn vị. Vậy là số bao nhiêu đây ạ? 100 bao nhiêu đây? Em đang chờ con số chính xác nhất. 100 bao nhiêu đây ạ? 100 bao nhiêu ạ? 195 Mai Hồng Minh Châu ơi. Thế là cứ cho con ăn uống xong đến thời điểm săn quà là chị em mình vào mình chị em mình săn đúng không? 165 mình không có đúng. Giá của nó chỉ hơn 100.000 thôi nhá, tùng tem nhá, không phải 200 đâu. Hơn 100.000, số đầu là số 1 rồi, hai số cuối của nó sẽ cách nhau hai đơn vị. 179.000, 177.000 không đúng rồi ạ. Em đang cần một con số chính xác. Nhất định một điều nhá là chị em mình sẽ được đoán liên tục, không cần phải giới hạn comment. Tại trên live nó bị ẩn rất là nhiều. Em đang nhìn thấy Facebook của chị Trang Kubi này, của chị Tùng Tép này, của chị Mai Hồng Minh Châu này, của chị Trúc Lâm này. Vậy thì tất cả những khách hàng khác đâu ạ? Số hai số cuối đã bắt đầu được gợi ý, đó chính là cách nhau hai đơn vị. Hai đơn vị nhá, em sẽ xem ở trong máy mẹ em, chứ còn ở trên live nhá bị ẩn rất là nhiều luôn ạ. Em đang xem trên máy của mẹ em này. Trên máy của mẹ em này có Facebook của bạn Xuyến Đặng này, Facebook của bạn Khánh Linh này, của Trang Kubi này. Em sẽ xem tại trên Face của mẹ em nhé, chứ còn tại trên live của em là ẩn rất là nhiều. Em sẽ xem nào, của vợ Tiến là đoán 214 này, Yến đoán 214 này, chị Duyên Bùi là đoán 168 này, chưa thấy một con số là chính xác cả. Chưa thấy một con số chính xác. Ai đây ạ? Trúc Lâm là 135 không có đúng này, Trang Kubi là 157 không đúng. Chưa thấy số chính xác, em đang chờ một con số 146 không đúng rồi nhá. Khách hàng ơi, hai số cuối sẽ cách nhau hai đơn vị. Còn bao nhiêu phút nữa? Còn một phút duy nhất cho chị em mình có thể tương tác. Rất là dễ rồi, số đầu là số 1, hai số cuối cách nhau hai đơn vị, nó có mấy số đâu. Đây là chị em mình cố gắng mà tranh thủ mà đoán đi nhá. Hai số cuối hiện tại nhá, cách nhau hai đơn vị. Ví dụ như nhá, bao nhiêu đây, em bây giờ em gợi ý rồi, em chỉ có đọc luôn giá thôi chứ không gợi ý được đâu. Khánh Linh là 125, chưa có đúng rồi, sắp gần đến rồi nhá em nhá, gần đến rồi đấy, đang gần chạm đến rồi nhá. Thu Còi là 157, chưa đúng. Bạch Dương là 168. Bạn Bạch Dương ơi, bạn đoán gần đúng cái số của mình rồi nhá, mình đang gợi ý cho khách hàng đấy ạ. Em nhìn thấy một chị khách đoán đúng rồi nè, đó chính là chị Thoa Đặng. Mà em không có ghim được chị Thoa Đặng. Chị Thoa Đặng ở đâu rồi ạ? Em nhìn thấy Facebook của mẹ em là chị Thoa Đặng đã đoán một con số chính xác rồi nhá. Đây là Facebook của chị Thoa Đặng đây này khách hàng ơi. Đây nha, em sẽ cho mọi người xem. Đây là Facebook của chị Thoa Đặng nhá. Chị Thoa Đặng là khách hàng đã đoán được đúng con số rồi này. Đây là số của chị đoán, đó chính là số 164 nhá chị Thoa Đặng.
Chị Thoa Thoa Đặng là khách hàng đoán trúng cái sản phẩm này. Nhưng mà tại trên Face của mẹ em thì em có thấy chị Thoa Thoa Đặng comment, nhưng mà tại trên Line của em thì không thấy comment của chị Thoa Thoa Đặng. Vậy thì chị Thoa Thoa Đặng hãy vào ngay đây để xác nhận mình là khách hàng trúng quà. Chị Thoa Thoa Đặng đâu rồi ạ? Số comment của chị là 164, là cái số mà hôm nay em rất là thích. Bình thường thì em rất hay thích con số 68, nhưng mà khách hàng biết thừa là hai số em thích là 68 và 79. Thế nên là em không có lấy, em không có dám comment như thế nữa. Thế là hôm nay em sẽ chọn một con số, đó chính là 164. Chị Thoa Đặng đâu rồi ạ? Em không thấy chị Thoa Đặng comment luôn. Vậy thì chị Thoa Đặng đâu rồi? Chị Thoa Đặng vào nhận ngay quà. Nhưng mà em không thấy chị Thoa Đặng, em vẫn thấy chị Trúc Lâm comment là gì đây ạ? Chị Thoa ơi nhận hàng đi. Nhưng mà không thấy chị Thoa đâu rồi. Hiện tại nhá, chị em còn đây rồi, em nhìn thấy chị Thoa Thoa Đặng rồi ạ. Đây rồi ạ, chị Thoa Thoa Đặng ơi, chị sẽ được mua áo này với giá 19.000. Và em xin phép được hỏi là chị sẽ thích áo màu gì? Nó có 3 màu cho áo này nhớ. Và áo này thực sự một điều ấy là chị yên tâm một điều là mặc nó rất là dễ thương luôn. Với 3 màu nhớ, đó chính là màu hồng. Màu hồng của nó là màu hồng cam, cực kỳ tôn da luôn. Chị Trúc Lâm ơi, bây giờ chị còn gọi cả đồng bọn vào đây để săn quà nhà em à. Chị được tặng bao nhiêu quà như thế rồi mà bây giờ chị còn đồ kéo cả các chị khác vào. Chúc mừng chị Thoa Thoa Đặng nhá. Chị Thoa Thoa Đặng có hai cái cần lưu ý, đó chính là hãy xác nhận mình là khách hàng trúng quà tại trên Line ngày hôm nay. Thứ hai nữa là chị phải vào inbox cho em và chụp lại tất cả những cái màn hình và xác nhận mình là khách hàng trúng mini game nhá. Chúc mừng chị Thoa Thoa Đặng nhá. Phương Nhí ơi, hôm nay đã có nhân viên liên lạc chốt đơn cho em chưa? Chị gửi cả quà cho em rồi nhá. Mọi người ơi, em nói rồi nhá, em không có nhìn thấy tại trên Line. Em còn phải vào cả trong máy điện thoại của mẹ em để cho khách hàng có thể nhìn đầy đủ nhất. Chứ còn trên Line của em thì em nói thật với khách hàng một điều ấy, em nhìn được ít lắm. Chị lấy màu hồng nhé. Ok, chị Chi Thoa Thoa Đặng ơi, ngày mai chị qua shop 79 Trần Nguyên Hãn, chị lấy hộ em nhá. Cái này màu hồng rất là đáng yêu, đó chính là màu hồng cam, cực kỳ tôn da. Và em nghĩ một điều, màu hồng cam thì xinh rồi, nhưng mà nếu mà khách hàng lấy màu trắng thì cũng rất là đáng yêu. Khách hàng ạ, áo này thì thật ra một điều ấy là mini game mở ra cho tất cả chị em mình chơi để được trúng quà thôi. Còn áo này tại shop nhà em thì rất là rẻ. Áo này tại shop nhà em chỉ có giá là 135.000 một chiếc thôi. Em mở mini game để cho các chị được trúng quà, để cho mọi người chơi được vui vẻ nhá. Và ngày hôm nay chị Thoa Thoa Đặng sẽ là khách hàng trúng quà, chị Thoa Thoa Đặng sẽ là khách hàng trúng quà. Ngày mai chị qua shop để nhận quà hộ em nhá. Áo này chị sẽ được mua với giá 19.000 nha chị ơi. Ồ ok, chị Trúc Lâm ơi, vậy thì ngày mai chị qua lấy cho chị ý nhá. Chị ấy chọn một cái màu hồng, em sẽ để riêng màu hồng cho chị ạ. Khách hàng ơi hãy báo hộ em là áo trễ vai với giá là 135.000 thôi nhá. 135.000 cho cái áo này thôi. Nhưng mà thật ra một điều là cái áo này nó có rất là ít, nó chỉ có 1 2 3 4 và 5 cái màu trắng thôi, 5 cái màu trắng thôi. Chị Việt Linh ơi, chị báo cho em số điện thoại và địa chỉ nhá, để em nhận đơn hàng cho chị. Cái set áo này nó rất là ít. Chị Việt Linh thôi nhá. Đây là áo này giá nhà em chỉ có 135.000 thôi ạ. Chị Việt Linh báo ngay cho em nhá, áo này rất là xinh nhưng mà mỗi tội là nó về rất là ít. Mà về ít đấy mà được giá 135.000 thì em nói thật em chỉ phục vụ cho khách được đủ thôi ạ. Không có nhiều đâu nhá. Áo này rất là đáng yêu và mỗi một cái áo nó sẽ kèm theo một chiếc beo nơ như này. Ai lấy áo này thì báo hộ em. Áo này thì cực kỳ đáng yêu ạ. Chỉ có 135.000 thôi nhá. Chị Việt Linh ơi, chị báo cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Em nhận đơn hàng của chị Việt Linh nè. Chị Hương Quỳnh ơi, chị báo cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Em nhận đơn hàng của chị Phương Quỳnh này. Chị Thảo Chu ơi, áo này sẽ có 3 màu. Đó chính là màu trắng, màu trắng và nơ đen, và thứ hai nữa là màu hồng cam nhá chị nhá. Áo gen cơ, áo gen là áo gì ở chị Việt Linh? Chị Việt Linh cơ, chị lấy áo gen gì thì chị phải báo cho em nhá. Áo này hiện tại đang là 135.000. Áo này kèm beo. Chị ơi áo này thoải mái, khách hàng có thể thấy không ạ? Cả áo này của nó là chun, rất là dễ mặc. Và hiện tại một điều nhá, hiện tại một điều chị đặt hàng mà chị Trúc Lâm ơi, chị đặt cái gì? Chị Trúc Lâm ơi, chị đặt màu hồng cam hả chị? Chị Trúc Lâm lấy màu hồng cam mà em tưởng là chị lấy màu hồng cam cho chị Thoa Thoa Đặng. Nếu mà chị lấy màu hồng cam cho chị Thoa Thoa Đặng thì ngày mai chị qua shop lấy nhá. Thế thì chị lấy cho chị xong rồi chị lấy cho chị Thoa Thoa Đặng luôn nha. Áo này chỉ có 135.000 thôi, là rất là rẻ. Khách hàng có thể mặc trễ vai hoặc không trễ vai đều được nhá. Cái này nó sẽ kèm theo một chiếc nơ như này, rất là đáng yêu tại đây nhá. Khách hàng ơi, 135.000 áo này thì không phải chê vào đâu được nhá. Chị Trúc Lâm ơi, ngày mai em ship cho chị hay chị qua shop? Hả chị, cái này chị qua shop và lấy hay là em ship cho chị ạ? Đứng lên xem. Thương Kẹo ơi, em lấy cái này xinh lắm. Áo là 135.000, chân váy là 120.000. Nhưng mà nếu khách hàng mua cả set thì sẽ là giá 250.000 cho set này nhớ. 250.000 rất là xinh luôn. Áo là bản chun, khách hàng có thể mặc cổ thuyền hay là khách hàng mặc trễ đều ok ạ.
250.000 cho cái set này và chân váy có lót quần nha khách hàng ơi. Áo chỉ có 135.000 thôi, thực sự là rất là rẻ luôn. Chị Việt Linh ơi, chị lấy cái áo gen Zara. Chị Việt Linh phải báo hộ em là áo gen 150.000, số điện thoại và địa chỉ hộ em nhé. Hương bé ơi, bạn đã có nhân viên liên lạc chốt đơn chưa? Nếu mà liên lạc chốt đơn rồi thì bên tớ đã ship cho bạn rồi nhá. Ok, chị Trúc Lâm. Chị Trúc Lâm ơi, chị báo cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá, để em có thể lấy cái áo màu hồng cam cho chị nhá. Còn chị Thoa Tha Đặng ơi, ngày mai chị có đi đâu qua 79 Trần Nguyên Hán thì nhận quà hộ em nhá. Của chị là một món quà áo và chị có thể chọn màu thoải mái nha chị. Chờ em một xíu. Còn ai lấy áo này nữa thì báo em ngay nhá. Áo này chỉ có giá là 135.000 thôi, rất là rẻ luôn ạ. Cái này thì em nghĩ là ai mặc cũng được, nhưng mà nhỏ nhỏ thì mặc sẽ xinh, còn béo béo thì mặc nó sẽ hơi bị lộ người một tí. Hiện tại màu trắng là nó có 1, 2 và 3, chỉ có 3 set màu trắng thôi nhá. Đúng rồi ạ, giá của áo này chỉ có 135.000. Nên là ai lấy cái áo này thì báo em ngay sau khi đó. Chị Việt Linh ơi, của chị là chị báo hộ em là áo 150.000. Chị Trúc Lâm ơi, em có lưu, thế nhưng em lưu ở trong cái máy chính của em, mà máy chính của em thì nhiều số lắm. Thế nên là chị cứ báo được để tí em ship cho chị, không có vấn đề gì đâu nha Thịnh nhá. Bây giờ em sẽ sang một cái mã, đó chính là mã zombie. Mã zombie rất là xinh. Ok ok khách hàng ạ, em sẽ sang một cái mã zombie. Và cái mã zombie này thì em nói thật với khách hàng một điều ấy, nó sẽ sốt ngang với cả cái zombie ngày hôm qua. Sẽ sốt ngang luôn, thực sự là nó sẽ sốt ngang luôn nhá. Em sẽ lên cái mã này. Đâu rồi các em? Xinh không ạ? Cái này là phiên bản của cái răm hoa ngày hôm, cái răm cam ngày hôm qua ấy. Nhưng mà em nói thật với khách hàng một điều ấy, là cái răm cam ngày hôm qua phải gọi cái chấm bi này bằng cụ luôn. Nhưng mà về ít quá. Hôm qua mà về cái bi này thì em nói thật với khách hàng một điều ấy, là khách hàng sẽ quất ngay một lốt nhạc. Cái này sẽ có hai size, đó chính là size S và size M. Và hiện tại khách hàng có thể nhìn đúng không ạ? Đây là quần nhá, không phải là váy đâu ạ. Nhưng mà nó rất là xinh. Và đặc biệt nhá, cái phần chõm lưng của nó thì không chê vào đâu được. Cái này zombie ngày hôm nay sẽ về mẫu. Cái này còn chưa lên hình, một lát nữa em sẽ lên hình chính thức cho khách hàng nha. Rất là đẹp luôn, thực sự một điều là rất là đẹp. Và cái này là chất đuổi vô cùng mát, khách hàng có thể thấy không ạ? Từng bước đi của khách hàng nhá sẽ rất là tự tin và cực kỳ mát, nó nhẹ nhàng, xinh ơi là xinh luôn nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Hiện tại cái này sẽ có hai màu, đó chính là màu đỏ và thứ hai nữa là màu vàng đất. Và nói thật với khách hàng một điều ấy, là màu vàng đất của nó là một trong những cái màu sẽ thu hút nhiều nhất tại mùa hè ngày hôm nay. Hai màu đó chính là màu đỏ và màu vàng đất em đang mặc. Cái này nó sẽ có hai size, từ 40kg cho đến 57kg quay đầu. Thảo Chu ơi, cái này nhá thì từ 40kg đến 57kg quay đầu sẽ có tuyết bôi thâm bao nhiêu vậy chị Dung Nguyễn ơi? Chị thâm mắt là 220.000 nhá chị Dung Nguyễn nhá. Cái này sẽ có hai màu, đó chính là màu cam đất và thứ hai nữa là màu đỏ em đang mặc. Có hai size, đó chính là màu hai size, đó chính là size S và size M nhá. Khách hàng có thể thấy mà khi mà màu vàng đất đặt lên da nó rất là tôn. Và cái mã này ấy, khi mà khách hàng mix và mặc mùa hè thì vô cùng thích luôn. Nó rất là mát luôn nhá khách hàng nhá. Cái này nhá, cổ có thể điều chỉnh được cao thấp tùy vào khách hàng thích hở hay không hở. Còn bản thân em thì em thấy cái cổ tin này không hề hở luôn nhá khách hàng ơi. Bản thân nó là mỗi bên vai, mỗi bên tay nó sẽ có một cái nơ, có thể buộc nơ rất là điệu như này. Đây là đũi, đây là răm đũi nhá, răm đũi chấm bi nhỏ. Cái dòng chấm bi nhỏ thì có thể mặc cho cả người gầy và người béo. Rất là mát và rất là nhẹ luôn ạ. Cái này sẽ là giá bao nhiêu? Cái này sẽ được trừ chất lầy co giãn và rất là mát luôn nhá chị ơi. Chị ơi, cái beo này em đang đeo 145.000, đó chính là beo Zanio. Beo này rất là hot, beo này ấy thì đằng sau của nó sẽ là cạp chun, thế nên là béo gầy đều mặc được hết. Hiện tại nhá, cái răm này nhà em sẽ có hai màu, đó chính là chấm bi đỏ và chấm bi vàng.
Cái này giá của nó là 255.000. 255.000 cho một cái dăm này. Và cái dăm này là chất đũi không có nhăn, thế nên chị em mình mặc lúc nào cũng bồng bềnh và rất là mát. Nhưng mà nếu mà các chị đặt trên like cái dăm này thì sẽ được giá là 215.000, trừ thẳng 50.000 cho một chiếc. Mở giá của cái chấm bi này sẽ giới hạn cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái thôi ạ. 10 cái, có 5 cái màu đỏ và 5 cái màu vàng đất. Không có nhiều luôn ạ, chỉ có 5 cái màu đỏ và 5 cái vàng đất. Giá của nó là 255.000. Nhưng mà tại trên live thì khách hàng chỉ cần bỏ ra có 215.000. Em sẽ đứng lại cho khách hàng xem nhé. Một trong những cái dăm đuối hot nhất của mùa hè năm nay, đó chính là dăm hôm qua thì nó có màu trơn. Và màu trơn thì đã bay sạch trong một nốt nhạc rồi ạ. Thì hôm nay đã ra ngay cái chấm bi. Và em thấy một điều nhá, đó chính là chấm bi đẹp hơn màu trơn rất là nhiều. Đặc biệt là cái chấm bi này ấy, thì kể cả béo gầy đều mặc được nhá. 215.000 cho một cái dăm bi đũi này thì quá là rẻ luôn. Có hai màu nha khách hàng ơi, đó chính là màu bi đỏ và thứ hai nữa là màu bi vàng. Bi vàng của nó sẽ là chấm bi xanh, rất là tôn da luôn nha khách hàng nhá. Mà bà chuyển cả cho tôi, ok, ok nhá. Yến Hoàng Nguyễn ơi, thế là của bà sẽ là một cái, ok, cảm ơn chị. Dăm này là dăm bi chứ không phải là dăm be nhé chị Trúc Lâm nhá. Đúng rồi ạ, 255.000, còn có 215.000 một chiếc. Hôm nay lên xếp bộ không? Hôm nay á, hôm nay chị sẽ lên váy suông về sau lụa em nhá. Váy suông cũng rất là xinh. Cái bảng váy suông ngày hôm nay cực kỳ đáng yêu. Một lát nữa chị sẽ lên sau cùng là cái váy suông. Còn xếp bộ ngày hôm nay có, thế nhưng mà sẽ về cuối. Nhưng mà không biết là có thời gian để lên không ấy. Đây là váy suông, đây là mã váy suông hàng xuất. Đây là mã váy suông này sẽ dành cho chị em nào mà đang bầu bí rất là đẹp và cực kỳ nhiều nền. Đây là suông bi xuất. Suông bi xuất này rất là đẹp, màu cũng rất là yêu luôn. Nhận quà hôm qua. Hải Nguyễn ơi, Hải Nguyễn ơi, chị thấy cái quà hôm qua có xinh không? Cái dăm ngày hôm qua là chị lấy dăm trơn đúng không? Thì hôm nay nó về cái dăm bi này chị này. Em chị thấy dăm bi đẹp hay là dăm trơn đẹp? Dăm trơn thì thật ra nó tôn da hơn đúng không? Đây đó, đây là váy suông. Váy suông này là váy suông hàng xuất nha khách hàng. Đây là dòng váy suông đuôi cá, khách hàng có thể thấy không ạ? Đây là váy suông đuôi cá rất là nhẹ và rất là mát. Có 3 màu, đó chính là nền trái tim này. Thứ hai nữa là nền trắng này. Nền trắng của nó sẽ là pha viền gu xỉ, cũng rất là đáng yêu luôn. Đây khách hàng có thể thấy không ạ? Cực kỳ xinh nhá. Cái này thì màu bí mặc cực kỳ mát. Nó làm như kiểu hàng Âu ấy, rất là đẹp luôn. Và cuối cùng của nó sẽ là nền, cũng là nền đen. Thế nên nhưng mà cái nền đen là nền đen xích. Nền đen xích còn kia là nền trái tim nhá. Đây là nền đen xích, rất là chanh xả luôn, chanh xả cực kỳ luôn. Cái này là giá nhà em thì rất là yêu khi đặt trên line. Nó rơi vào được trừ đi 60.000 một cái cơ. Cái này sẽ có 3 nền và rất là mát. Chị em nằm bầu bí ấy, thì mặc cái này thì tuyệt vời luôn nhá. Kiều Anh cho em cái này lửa 44kg. Kiều Anh ơi, bạn ghi hộ tớ là bi đỏ size S, số điện thoại và địa chỉ nhá. Của bạn sẽ được giá là 255.000, còn có 215.000 cho cái dăm này thôi ạ. Rất là rẻ luôn. Đây là cái dăm bi đỏ em mặc nhá, rất là đáng yêu đúng không ạ? 255.000 còn 215.000 nha khách hàng ơi. Cái này nó sẽ thiết kế ngắn hơn cái dăm ngày hôm qua khá là nhiều. Nhưng mà khi khách hàng mặc nhá, vô cùng mát, ống khá là rộng. Thế nên là khách hàng có thể thấy khi thả ra thì bồng bềnh như váy luôn nhá. Cái này có 2 màu. Cho em Kiều Anh ơi, bạn cho tớ xin số điện thoại và địa chỉ nhá, để tớ có thể làm đơn dăm bi để cho bạn. Dăm bi này rất là rẻ, chỉ có 215.000 thôi nha. Bi đỏ size S, ok. Chị của chị Kiều Anh sẽ được một cái bi đỏ size S nhá. Em nhận đơn của chị Kiều Anh. Còn chị em nào ấy mà hỏi về cái kem nền, cái kem nền Hàn Quốc thì bên em báo là kem nền Hàn Quốc đã về thêm rồi nhá. Kem nền Hàn Quốc là một trong những cái dòng kem rất là nịnh luôn. Che khuyết điểm và che tàn nhang này, có thể chống nắng rất là tốt. Kem nền BB của Hàn Quốc đã về thêm tại shop rồi nhá. Nhưng mà hiện tại là kem nền hết được cái chương trình giá sale rồi. Thế nên chị em mình sẽ mua với giá là 450.000 một chiếc nhá. Xét gen còn không, cho mình xem với Trang Anh ơi. Xét gen đã qua mẫu rồi, thế nên là tớ không thể là quay lại cái xét gen đầu tiên rồi nha. Vân Tây ơi, cái này có hai màu, đó chính là bi đỏ và thứ hai nữa là bi vàng. Bi vàng nhá chị nhá. Cái này có hai màu bi đỏ bi vàng. Không trôi nữa à, chị Trúc Lâm ơi, cái đấy nhưng mà đánh mùa hè kể cả nắng như nào nó cũng không trôi được luôn. Chị Vân Tây ơi, cái này có hai màu, đó chính là bi đỏ, thứ hai nữa là bi vàng.
cái này nó giá được rất là tốt khi đặt trên line, 265.000 còn có 215.000 nhá. Và nó có hai size, đó chính là size S và size M, từ 40kg cho đến 58kg quay đầu. Và đặc biệt một điều ấy là khi mà cái dăm này ấy, khách hàng sẽ có một cái sự đó, có một cái nó rất là mát luôn ạ. Không có dăm đen hoặc là nâu tây. À chị Vân Tây ơi, cái dăm này thì nó có màu đen, nhưng mà cái màu đen của nó thì đang hết cháy. Em xem nào, nó đang cháy hàng rồi chị ạ. Cái này ngày hôm qua em có lên màu đen, nhưng mà hiện tại cháy hàng rồi. Hôm nay nó có làm ra hai lền, đó chính là bi đỏ và bi vàng, để cho các chị có thể xem nhá. Và khách hàng có thể mua cái dăm này, nhưng mà một lát nữa thì cái này chính xác nó mới lên hình. Lên hình nha khách hàng ơi.